Meta, công ty mẹ của Facebook cho biết sẽ cho nghỉ việc hơn 11.000 nhân viên, tức khoảng 13% lực lượng lao động. Đây là đợt sa thải hàng loạt đầu tiên trong lịch sử 18 năm của Meta. Trong một thông điệp gửi tới các nhân viên hôm 10 tháng 11, CEO Mark Zuckerberg thừa nhận mình đã sai. Tôi đã sai và tôi xin chịu trách nhiệm về điều đó. Đây là một thời điểm rất buồn và không có cách nào để giải quyết vấn đề này cả. Giống như các công ty công nghệ khác, Meta đã tuyển dụng mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi người dùng bị mắc kẹt tại nhà và sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Tuy nhiên, Meta đã bị ảnh hưởng khi các nhà quảng cáo rút lui trong năm nay. Bên cạnh đó, chi phí để phát triển kế hoạch đầy tham vọng của ông Zuckerberg cho Metaverse đã phình ra. Nhà phân tích công nghệ Dan Ives của Wedbush Securities nói việc cắt giảm nhân viên là khó tránh khỏi. Facebook đang chi tiêu như những ngôi sao nhạc rock những năm 1980. Và bây giờ tăng trưởng thật sự đã giảm đi đáng kể. Tôi nghĩ rằng đồng hồ đã điểm thời khắc nửa đêm cho Facebook. Bạn đang thấy những thách thức đáng kể cho tăng trưởng và bây giờ họ đang cắt giảm chi phí. Đặc biệt là với chiến lược Metaverse này, đó là một cuộc đặt cược đầy rủi ro. Tôi nghĩ đối với ông Zuckerberg, điều này sẽ được chúng tôi coi là khoảnh khắc đối diện với sự thật. CEO Zuckerberg vẫn đặt nhiều hy vọng vào Metaverse. Chỉ mấy tháng trước, ông đã đưa ra tầm nhìn của mình. Tại Meta, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng công nghệ cơ bản, sẽ giúp đưa Metaverse vào cuộc sống, cho dù đó là trong thực tế ảo, thực tế tăng cường hay lớp hiện diện xã hội trên cả hai. Động thái của Meta theo sau đợt sa thải một loạt nhân viên tại Twitter, Snap và Microsoft. Các động thái tương tự có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng đây là sự khởi đầu của việc sa thải nhân viên trên phạm vi rộng hơn nhiều ở thung lũng Silicon. Trên thực tế, những ngày đen tối hơn sẽ đến trước khi cuộc suy thoái đang ở trước mắt. Meta, từng có giá trị hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, đã mất hơn 70% giá trị chỉ trong năm 2022, nhưng cổ phiếu của công ty đã tăng 5% vào hôm 10 tháng 11 khi một kỷ nguyên mới của việc cắt giảm chi phí bắt đầu. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.